Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học New Zealand cùng công ty Tân Đại Dương. Thì như các bạn đã biết, New Zealand có thể chế giáo dục hoàn thiện về thiết bị và môi trường giáo dục tốt, khóa trình học được quốc tế thừa nhận, về học phí và chi phí sinh hoạt so với các quốc gia phát triển thì có sức cạnh tranh quốc tế thấp nhất trong các quốc gia nói tiếng Anh, chỉ bằng 1/3 nước Anh. Và hôm nay thì đến với chương trình tư vấn du học New Zealand, Tân Đại Dương xin giới thiệu bạn một trường, đó là trường trung cấp Tauranga. Thì trường được thành lập vào năm 1958. Trường tập trung vào việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng và vô số các cơ hội cho thanh thiếu niên. Với chương trình giảng dạy tốt và cơ sở vật chất hiện đại, kết hợp với giáo dục toàn diện về thể thao và các chương trình ngoại khóa. Về những điểm nổi bật của trường, thì trường trung cấp Tauranga giúp bạn đạt được khát vọng về mục tiêu cao trong học tập, tập trung mạnh vào đọc, viết và học toán, giao tiếp, nói và phát âm, và có các lớp học tiếng Anh chuyên sâu. Sinh viên và giáo viên thân thiện, có nhiều những trải nghiệm mới trong công nghệ thực tế sáng tạo, thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, thị giác và giáo dục ngoài trời. Một môi trường đẹp với những tòa nhà hiện đại, lĩnh vực thể thao lớn và các khu vực màu xanh lá cây hấp dẫn. Được sống cùng người dân bản xứ để nâng cao khả năng tiếng Anh một cách tốt nhất. Thì trường có chương trình giảng dạy TIS bao gồm các môn học bắt buộc sau đây, đó là môn toán, tiếng Anh, khoa học xã hội, nghệ thuật, công nghệ thông tin, tiếng mã Ori hoặc là ngôn ngữ, giáo dục thể chất và y tế, thể dục thể thao, nghiên cứu. Tất cả các sinh viên cũng sẽ được tham gia một khóa công nghệ bao gồm một bài học thực hành trong một hoặc là hai ngày mỗi tuần. Trong năm thì học sinh sẽ có các hoạt động vui chơi giải trí như là kịch nói, múa, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, làm vật liệu điện tử, vật liệu mềm và nấu ăn. Sinh viên có thể lựa chọn để tham gia vào việc học một ngôn ngữ khác. Về chi phí học thì bạn có thể tham khảo tại website là tandaidương.edu.vn. Mọi thắc mắc về trường, thủ tục du học thì bạn có thể gọi ngay đến số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mời du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Thiên Phúc, vừa nhận được visa du học New Zealand. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nhé. Chào Phúc. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trần Thiên Phúc. Mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hoa Sen. Mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình vừa mới nhận được visa của bên New Zealand. Và mình sẽ đi New Zealand trong tháng 9 này. Mình có sở thích cá nhân là xem phim, chơi game, nghe nhạc. Thỉnh thoảng mình cũng đi đá banh với các bạn. Vậy thì qua bên New Zealand mình sẽ học trường gì bên đó em ha? Em sẽ học trường Media Design School. Trường này chuyên về 3D, thiết kế đồ họa và nói chung là những cái mảng về art. Em sẽ chọn học ngành thiết kế 3D. Vậy là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy em chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch học tập của em á, khi mà học xong ở New Zealand thì như thế nào? Trước hết thì cho em chưa đủ điểm IELTS cho nên em sẽ học tại một trường Anh văn trước khi em học chuyên ngành tại trường. Về học Anh văn thì em sẽ học ở đó 3 tháng, sau đó em sẽ chuyển tiếp vô học tại chuyên ngành của trường 3 năm. Lúc nãy em có giới thiệu là em sẽ nhập học vào tháng 9 này. Dạ. Thì không biết là mình đã chuẩn bị hành lý của mình tới đâu rồi? Thì em cũng chuẩn bị những vật dụng cơ bản của em và em cũng mang thêm nhiều bút chì ngòi, giấy A4. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Ban đầu thì chị Huệ đưa em một list rất là dài, em cảm thấy khá vân vân. Nhưng mà sau đó em chia nó ra xong rồi em đi nộp nó theo từng phần thì em thấy cũng không có nhiều lắm, cũng là những giấy tờ cơ bản cần thiết để đi du học. Chị rất là nhiệt tình, chị hay chị hay hối em làm nhanh để kịp tiến độ chứ không có để dây dưa, tại vì em còn nhiều việc khác cho nên em chỉ có thể rảnh vào cuối tuần, cho nên việc làm giấy tờ cũng mất em khá nhiều thời gian.
Em thấy các anh chị rất là thoải mái, cởi mở, vui vẻ. Vậy là cái dự định của em sau khi học xong tại New Zealand thì như thế nào? Dự định là sẽ trở về đây để làm việc. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phúc trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ đạt được những cái ước mơ trong tương lai của mình. Chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.